Ai cũng lạnh sao anh chẳng bò hôi dữ vậy. Tiếng là mình không có nhau, tiếng là đời quá đớn đau, hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem, sao mà mơ trèo cao như hoa hối đầu. Bắn cái này lên, bắn phải, bắn số một để đặt nặng hơn. Chú cháu gì tầm này a hi hi. Thưa quý vị, năm nay Đinh Dư Ngọc năm nay Đinh Dư Ngọc không còn gọi là cô gái duy nhất của đội hình chúng tôi nữa. Ê mọi người ơi, chắc nó có bị gì với khăn nào mọi người, em có bị gì với khăn nào không? Thằng bé đẹp nói chơi gì, chơi không chơi chơi nè, chơi bằng cái gì giờ mình chơi rồi, mình chơi đi mày. Ăn cái gì hả? Con xin lấy đá, từ từ con xin trả Vinh. Đây, Thập với lại Ngân một cặp. Rồi nói chuyện với nhau thôi. Mình có sự chủ đề này, trong câu nói phải có chủ đề đó. Ví dụ ha, thì giao thông là có gì, bảo là mình liệt kê trong đầu nè. Xe đỏ. Đúng rồi. Xe đường. Đúng rồi. Xe cổ, xe tăng, xe lam, xe gì đó. Hôm qua nó nhanh lắm, chơi gì cho mọi người chơi được. Không, nhanh lắm, yên tâm đi, nhanh lắm. Rồi, chủ đề bông hoa 2-3, vô, Ngọc trước. Cảm ơn chị. Anh Giang mày trò chán quá, tại Giang. Đúng rồi, đáng quá. Con này bắt làm bên đấy.
lạnh hơn đúng không? Giờ đang nóng quá. Vậy bên trái trời thả thính không? Bây giờ trái trời thính trái coi. Chủ đề gì? Chủ đề hả? Chủ đề con chim. Chim chóc. Đó, chim chóc. Ừ, cái loại chim chóc. Được rồi. Này, chú là thích coi này nha. Phải, nếu con là con sâu chú sẽ con chim, bây giờ con chim sẽ nuốt con sâu, bây giờ con chim sẽ nuốt con sâu. Ghê quá. Đó nuốt. Giờ sẽ ngược lại hả? Hả? Giờ em phải đã tính ngược lại chưa? Nếu chú là con chim, trời, con nguyện sẽ làm một cành cây để mà để cho chú được ngồi xuống. Đó quá hay. Nghe ngân nè, nghe ngân thả thính nè. Đâu là con chim một câu. Em sẽ quay con chim. Cái này mới tính mà là đe dọa nha. Cho mọi người xuống xe nha. Ok. Đang chơi trò chơi không vui, chơi không vui thằng này. 7, 2, 8. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Ủa không nghe gì đâu. Không nghe gì đâu. Nghe luôn ổn không nghe? Quạo. Đúng rồi, phải làm chuẩn bị thôi. Thôi được rồi, bây giờ có thể cho luật hết rồi. 45. Số 6. 47. 45 thì phải dỗ chứ. 50. 51. 52. Ủa? Thằng năm. Sai đầu tiên. Không. Ơ. Đây mà. Đông. Chú thật. Anh bị bên bắn chứ mà nhảy 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 bắn. Ai nhảy bắn. Này giờ tôi bắn nè. Đun. Đông. Hả? Ờ. Chạm quá. Mình di chuyển mọi người ơi. Ê, chùm cuối tới, chùm cuối tới. Anh muốn đi game. Anh em vui vẻ vậy thôi chứ vào trận chiến thì khốc liệt đến sợ.